Cát Tường và Quyền Linh chào đón quý vị và các bạn đến với Bạn Muốn Hẹn Hò vừa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với hai cặp đôi đầu tiên. Hả màn. Thương gọi thương lỡ thì có. Dạ em cũng có hai mối tình chị. Em chỉ cần người chân thành. Dạ em muốn về muốn mở cửa là cậy cửa. Rồi xin mời bạn nam. Chào bạn. Giống như hỏi vợ quá. Xin chào Quỳnh Linh, chị Cát Tường và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Thanh Phương, 33 tuổi đến từ Trà Vinh. Nghề nghiệp của em là nha sĩ. Rồi mời nha sĩ ngồi. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào em. Dạ em chào chị. Em tên là gì? Dạ em tên là Đặng Ngọc Hương Trang. Trang năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 27 tuổi. Mình đang làm việc gì ở Trang? Dạ em làm thợ trang điểm. Tiệm của mình hay là mình đi làm cho người khác người ta? Dạ em đi làm cho người khác. Em nói một chút xíu về bản thân của mình. Em có những cái ưu điểm gì? Dạ ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, em biết chơi bóng chuyền. Hèn chi em cao quá, em cao 1m mấy vậy? Dạ em cao 1m68 chị. Ồ chị thấy em cao quá chừng luôn. Hiện tại giờ mình ở đâu? Dạ em ở Sa Đéc chị. Sa Đéc. Ở Sa Đéc. Sa Đéc gần như Trà Vinh rồi. Bạn Trà Vinh. Trà Vinh ở đây luôn hả? Dạ. Trà Vinh thì có gì bạn? Có chùa Dơi mà đặc sản Trà Vinh mà nổi tiếng mà không ai biết đó là dừa sáp. Dừa sáp là sao? Là cái ăn sáp không hả? Là cái dừa nó đặc ruột, nó chỉ có chút xíu. Đặc gì? Đặc ruột. Đặc ruột hay sao? Là cái dừa nó đặc luôn, nó còn chút xíu vậy. Là cái ruột nó đặc luôn hả? Dạ đặc luôn. Bạn làm nha sĩ được lâu chưa? Dạ cũng gần 10 năm rồi. 10 năm rồi. Vậy thì có nhiều người vào gọi là nơi bạn làm việc, chắc chắn trong đó có những cô gái rất là xinh, đúng không? Tại sao không có cảm tình với ai? Mình làm thì mình không có nghĩ là mình phải thích người đó được. Có bao giờ bạn phải lòng với ai đó chưa, thương người nào đó mà người ta không thương mình chưa? Đó là chưa. Có người nào mình thương rồi người ta thương lại luôn chưa? Thương rồi thương lại thì có. Được mấy người rồi? Dạ được, cũng được 2 mối tình. Chia tay lâu chưa? Mối tình cuối cùng đây chia tay được gần 2 năm. Lý do? Lý do khi mà mình muốn tiến tới hôn nhân cô gái không chịu. Không chịu? À. Bạn có biết tại sao không chịu không? Cô ấy có thể một phần vì cái danh lợi. Danh lợi? Danh lợi là cần là giàu có. Phải có nhà có cửa mới chịu. Ủa vậy bạn không có nhà hả? Nhà tức là nhà riêng. Nhà riêng à. Nhà riêng có ruột ha. Nhà riêng là nhà Trang ơi. Nhà riêng phải có ruột nữa. Nhưng mà Trang lên đây đi có mệt không? Dạ em bị say xe nhiều lắm chị. Mình có uống thuốc say xe không? Để say dạ, xe. Dạ em uống thuốc nhưng mà cũng không hết chị. Đến trạm dừng thì em cứ vô toilet ói suốt à. Trời đất ơi. Dạ đó hả? Rồi xong rồi cái chủ xe đi kiếm không có. Rồi ảnh cũng điện thoại mà em cũng ra không được. Tại vì em bị say xe cũng nặng lắm. Nghe tội nghiệp quá người ta. Rồi nghe thấy thương ghê luôn vậy hả? Bạn trai bị say xe không vậy? Không có say xe. Vậy rồi bạn có thể đỡ bạn gái lên xe xuống xe được không? Được. Ẩm luôn cũng được nữa. Vậy là bữa nay mình lên mình quay hình xong là mình về lại luôn hay sao em? Dạ em đi về. Trời ơi cực quá ha. Thôi vậy là trước tiên là phải cho một tràng pháo tay ghi nhận cái tinh thần của bạn ấy vượt hơn 100 cây số nha, đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nhưng mà chị hỏi này, em xinh quá trời luôn mà ở dưới xe đét không có anh nào, sao mà mình phải lặn lội lên tới trên này dữ vậy? Dạ cũng một phần là do công việc của em là không có thời gian chị. Bữa nhiều khi là em đi lúc sáng sớm mà tới chiều tối em mới về. Rồi nhiều khi em mệt mỏi quá thì em chỉ muốn ngủ thôi. Em không có giao tiếp bạn bè nhiều nên không có bạn. Nhưng mà hồi xưa giờ mình có trải qua mối tình nào chưa? Dạ em cũng có 2 mối tình chị. Mình chia tay cái mối tình cuối cùng là bao lâu rồi? Dạ em chia tay mối tình cuối cùng cách đây cũng khoảng 2 năm. 2 năm? Dạ. Rồi suốt 2 năm qua là đi làm rồi về nhà mình ơn không vậy? Dạ. Đó hả? Thì vô phòng cứ sống khép kín, chưa có ai mở cửa phòng. Hôm nay em đến đây nhờ chương trình như mai mối. Mở cửa phòng giùm đúng không? Dạ đúng. Kiếm người mở cửa phòng giùm em ha. Dạ. Em tới chương trình em muốn chương trình giới thiệu cho em người bạn trai như thế nào? Em cũng không quan trọng gì bề ngoài lắm. Em chỉ cần người chân thành, chân tình và chân thật là được. Rồi em không có thích cái gì ở người đàn ông? Dạ nói dối với lại nói chuyện vòng vòng là em không thích chị. Rồi, vô vấn đề luôn, muốn gì nói luôn đi. Các bạn lên mới nói được. Không cần nhìn nói luôn, vậy em muốn gì? Dạ em muốn gì, muốn mở cửa là cậy cửa. Đó là vô vấn đề luôn. Được, được. Nếu mà anh với em đến nhau là em muốn sống ở thành thị là ở vùng quê? Dạ tùy theo cái công việc người nào ổn định hay là chỗ nào thuận lợi thì mình
Làm ở chỗ đó hả anh? Em cũng không quan trọng về chỗ ở. Em thích người phụ nữ như thế nào? Phụ nữ em thích là phải cao trên 1m6. Đây là cao dữ lắm luôn nè. Rồi sao nữa? Tóc dài, hiền, biết chia sẻ, biết nấu ăn. Không có găng được không? Mà chủ yếu ông nhà sĩ không có găng thì mình có thể làm găng được. Mấy ông nhà sĩ quen ai cũng phải có găng chứ không có găng không được, đúng không? Găng em cũng xấu mà. Sao không làm đi cho đẹp? Nếu mà làm đẹp nữa người ta không tin mình. Để vậy đó, tôi tự nhiên. Tự nhiên đúng không? Ủa làm răng mà răng xấu rồi ai tin vô dao răng cho mình? Tối ngày em đeo khẩu trang không chỉ có thường thôi. Nếu mà biết hết trơn á. Nữ mà từ ở dưới xe đét lên đây để mà tham gia chương trình này để gặp bạn này, bạn thấy sao? Là khoái á chứ tường. Gì khoái? Cảm động. Tự nhiên thấy tao mệt tao khoái. Tao mệt rồi. Đây mình có thể mình che chở người đó được. Che chở người nào được? Người ta xỉu thì mình ấm ta dậy. Nổi không? Bên đây bự lắm mà. Hô hấp nhân tạo. Nổi cái tường. Hô hấp nhân tạo là hô hấp làm sao? Mỉnh mũi. Hai môi chạm lại nhau. Rồi sao nữa? Ép tim. Rồi sao nữa? Thì người ta tỉnh nghỉ. Không, hô hấp nhân tạo thử với anh Linh coi. Thôi trời ơi. Thôi thử với Cát Tường đi. Cài hà quá. Lên đây có mình nên nè hả? Có ai đi chung không? Dạ không, em đi một mình. Nam có ai đi chung không? Cô của em. Dạ có, nguyên mình đó luôn. Em chào chị Quyền Linh và anh Nguyễn Linh. Em chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường. Ghét lắm à. À, nếu mà bạn Trang nếu mà tìm một người người mẫu lý tưởng như anh Phương đây á, thì có nghĩa là ảnh có thể là chân thật. Ngoài tính cách ảnh là một người nam rất là hiền, tại vì mình làm chung với anh Phương cũng gần 10 năm rồi, làm chung thì không anh em thôi chứ cũng không có nghĩ tới chuyện tình cảm được. Nếu mà nghĩ được là cũng đã đến rồi chứ anh Phương không. Ủa, đến đây sao không được, sao không được? Dạ em không thích lấy cùng ngày. Mà sao nguyên trong công ty quá trời nữ luôn mà không kiếm ai làm mai cho ảnh đi? Tại vì ảnh kiếm một mơ thước 6 trở lên không à, ở đây thước 3 trở xuống. À, thì ra là vậy. À, cảm ơn em. Dạ, chào chị. Mét 7 mấy hả? Dạ, mét 7. Mét 77. Hèn chi mà mấy cô trong công ty đứng thấp quá hả? Dạ. Thấy mấy cổ xinh quá trời mà lên đây hèn chi nữa thì tự kiếm đi. Tại yêu cầu đưa ra phải trên mét 6. Chi vậy? Tôi xứng với mình, xứng với cái hình thể vậy đó. Anh ngồi xuống đi, anh cao quá à. Bây giờ nè, nếu mà bây giờ chịu thì chừng nào đám cưới? 2016 đám cưới. 2016 đám cưới, đẻ mấy đứa? Đẻ hai đứa. Bây giờ là về Trà Vinh ở hay lên Sa Đéc ở? Nếu mà cô gái chấp nhận lấy chồng về Vinh thì về Vinh. Không có bằng dâu. Ủa vậy ba má ai nuôi? Ba má thì có em Út nuôi. Chưa gì là thấy mê vợ bỏ ba mẹ rồi. Chết lớn rồi chắc được. Nói chung cao, ráo, đẹp trai. Thầy xứng với em lắm đó. À, chào bạn, dễ thương. Anh thấy này nè, chàng trai này á, thật sự là cũng rất là bản lĩnh, bị ra đời ra nghề cũng lâu rồi. Tính vui thôi, bây giờ anh ta nói chơi thôi, trong lòng anh đọc được là không có gì đâu. Dạ. Em thích ăn dừa sáp không? Dạ hết. Thích người tặng dừa sáp không? Dạ hết. Hết luôn. Rồi mình kéo màn lên đi. Mở màn. Anh thấy cô này được lắm á, nha. Làm sao chinh phục được cô ấy đi nha. 2 phút gặp nhau, bắt đầu. Chào em. Dạ, em chào Phương. Anh. Cảm ơn ông tặng em. Dạ, em cảm ơn. Có tặng dừa sáp kìa. Có 2 phút mà ông tặng quà hết phút rưỡi rồi. Tặng em trái dừa à. Dạ, em cảm ơn. Hãy nói tên gì anh quên. Dạ, em tên Trang. Em được mấy anh em? Dạ, gia đình em có 4 người. Em thứ mấy? Dạ, em thứ 2. Em hỏi cùng quá vậy. Tôi nói chuyện tình cảm đi. Dạ. Thấy em sao? Em hơi bị gung phải không? Dạ. Thôi anh nhường cho em nói. Trời ơi, gung mà còn nhường người ta nói nữa không? Anh thấy em như thế nào? Em này chuẩn nè. Dạ anh hỏi em đi. Hai người lòng vòng cho tới sáng quá. Bây giờ hai người bây giờ rượu chưa có cưới nhau mà giờ yêu nhau hẹn hò sao nè? Người ở Trà Vinh, người ở Sa Đéc. Có thể mình quen nhau thì có thể 1 tháng gặp nhau được 1 lần được không em? Trời ơi. Dạ được. Quan trọng là tin tưởng nhau được rồi. Dạ. Em thấy anh sao? Vậy cũng được. Được hả? Được cái gì mới được. Dáng thì cũng cao ráo, cũng nhiều người hợp với em. Dạ, cách nói chuyện thì anh... Nè anh gắn móc hết ruột ra nói chuyện. Móc hết ruột ra nói chuyện. Móc hết ruột ra ha. Cho anh cơ hội nói câu cuối cùng á. Em thích đi du lịch gì không?
Dạ em thích đi du lịch. Có thể hồi về đi chung du lịch với anh được không? Đừng nói du lịch tài Vinh nha. Không. Nhưng mà về có cho vợ giữ tiền không? Thì chồng làm mà vợ giữ. Vợ thích mua sắm thì cứ mua sắm. Có xin lại không? Không xin lại. Không xin lại nha, hứa đàng hoàng nha, không xin lại nha. Mình sống như vợ con à. Được. Hết giờ. Hai người nhìn trân trân không? Em không bấm là chị bấm á. Chứ chị thấy là rất là chân thành và nghiêm túc. Một, hai, ba. Trời ơi, cao dữ. Trời ơi, cặp này xứng rồi. Nắm tay cảm nhận thế nào? Cũng được quá ha. Sao được mấy bạn? Được không? Em cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em tìm kiếm được một người bạn. Về sau thì có gì thì em sẽ mời anh chị đám cưới hoặc là tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Có không? Có. Chương trình có rất có ý nghĩa cho những người ít có cơ hội để giao tiếp gặp gỡ. Em cảm ơn anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Rồi, cảm ơn em. Rồi, chúc em sẽ thành công hơn nữa trong cuộc sống và biết đâu hạnh phúc sẽ đến rất là gần ha. Rồi, cảm ơn. Nắm lại coi cái coi. Nắm đi là quơ quơ hoài. Đang hát chặt liền. Kỹ sư điện đi sửa ống nước anh. Em không có giỏi nấu ăn. Bạn trai có rồi nhưng mà người yêu thì chưa. Bạn gái là mong lớn. Hai người cũng hiền, dễ thương. Nếu em người phụ nữ em cũng sẽ chọn anh này làm chồng. Dễ thương. Còn bây giờ ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả Mai? Mời bạn nam. Chào bạn. Dạ, chào mọi người, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn. Không cần nha, lãng tử nghệ sĩ nha. Dạ. Bạn tên gì? Dạ, em tên là Khánh Phương, em sinh năm 89, là kỹ sư điện. Tiếp xúc với điện nhiều lắm hả? Dạ, cỡ nào em cũng chơi được anh. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra, xin mời bạn. Em tên là Kim Phụng, em cũng sinh năm 89. Phụng đang làm công việc gì? Em là giáo viên dạy tiếng Anh đó chị. Rồi, dạ. Bây giờ mình đừng có rung, sao rung vậy, ngồi bình thường. Tại giờ... chị đẹp quá em rung. Cảm ơn em. Bạn cầm cái gì vậy? Em thích vẽ tranh, cho nên em mang tranh lên. À, tranh bạn vẽ hả? Dạ, em vẽ. Kỹ sư điện là làm việc cụ thể là gì? Dạ, kỹ sư điện đi sửa ống nước anh. Ủa là sao kỳ vậy? Dạ, làm tất ăn tật từ anh với anh. Em là làm cho ban quản lý cao ốc, quản lý về tất cả những thứ từ anh chứ, từ trên xuống dưới, từ dưới xuống trên. Tức là điện nước rồi thì kia quản lý. Dạ, điện nước, dạ, đúng không? Hệ thống đồ này kia luôn anh. À, dạ. Đi xách cái đàn chi, hát hay lắm hả? Dạ không, em cũng chơi được chút chút, cũng muốn tặng cho mọi người với lại anh chị. Rồi, mình làm bản lấy cảm tình bên kia đi ha. Rồi, sẵn em gửi cho bạn nữ bên kia cái bài là Gọi Tên Em nha. Gọi tên em giữa nỗi nhớ ước ao, giữa biển vắng khát khao, tiếng gió thét gào con sóng. Tìm tên em dưới cát trắng mênh mông, biết sông cuốn xô không, xin con lời trông ngóng. Gọi tên em khi ban mai nắng lên, khi sương rơi giữa đêm, gọi mãi những khi hoàng hôn. Và con sông cứ khát khao vô bờ, để biết chút mong chờ, biết nhờ gọi thầm tên em. Gọi tên em dẫu gió cuốn sóng xô, dẫu dốc cát nhấp nhô, xin mưa em đêm qua phố. Rồi, rồi. Phụng cảm giác như thế nào về người bạn trai ngồi bên kia sau khi nghe giọng hát của ảnh, tiếng đàn của ảnh? Dạ thấy cũng dễ thương. Dễ thương.
không biết thương được không thì em không biết. Mình có sở trường gì không? Sở trường lớn nhất của em là em biết tự làm mình vui, không cần phải đợi người khác làm cho mình vui, cũng tự biết làm mình hạnh phúc. Khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm thì nhiều lắm chị ơi. Em không có giỏi nấu ăn. Nhưng mà em vẽ tranh, em thường thích vẽ tranh loại thể loại gì em? Dạ em thích vẽ tranh phong cảnh với lại tranh khỏa thân. Hả? Chút xíu cho coi. Tranh khỏa thân nữ anh ơi. Nhưng tại sao thích vẽ tranh khỏa thân nữ? Vì em cảm thấy cái cơ thể người phụ nữ nó rất là hấp dẫn. Người nam cũng hấp dẫn vậy? Em chưa thấy người nam nào hấp dẫn hết. Tới giờ em có bạn người bạn trai nào chưa? Bạn trai có rồi nhưng mà người yêu thì chưa. Có hôn bao giờ chưa? Dạ có. Thế em có chịu sống thử không? Nếu mà nói em không thích đó là không thích những cái người mà đánh giá phẩm hạnh của người phụ nữ qua cái chữ trinh tiết đó. Đó là cái quyết định của họ, không có cái gì để mà đánh giá hết. Bạn nam? Dạ. Em có chịu sống thử không? Dạ em nam mà chị, em là buông hai tay ai muốn làm gì làm. Ý em muốn người phụ nữ thế nào? Em có một cái lít luôn anh, hơi bị dài á. Rồi em nói luôn. Dạ bạn gái là mông lớn, vai nhỏ, thon, tay nhỏ, eo thon, ngực vừa, cao 1m6, nặng 40-50kg. Tại sao là mông lớn? Nhìn nó rất là quyến rũ với lại rất là sexy. Dạ chào chị. Nè bạn gái em nè. Được không? Mông lớn, ngực vừa. Ngực vừa. Đó bạn gái em y chang vậy đó, chịu không? Dạ chịu, trời cỡ này là chịu rồi đó chị. Giờ biết sao lý do em ế rồi. Cái đó là hình mẫu lý tưởng, còn bây giờ nó rớt hết thì rớt. Vậy còn lại gì? Đó là cái bạn nữ tôn trọng em là được. Dạ. Thôi đứng lên coi, giờ tôi kiểm tra nè, đứng lên. Tóc xoăn, dai ngang, mông không có, eo nhỏ, đùi lép, bầy đặc. Cao hơn chị. Chém thằng là chém lại đó chứ. Em thích bạn trai làm sao? Em thấy bạn trai đừng có đòi hỏi nhiều quá. Đúng rồi, mình đòi hỏi dữ lắm. Nói chung là tôn trọng em, cái chuyện bề ngoài là cái ấn tượng đầu tiên thôi. Còn cái cuối cùng mà giữ được mình hay không là cái cách cư xử. Mà đó nó chê chị vậy em thấy sao? Ảnh mà chê chị hả? Chê rồi đó. Rồi vậy thôi em không hẹn hò với ảnh đâu. Vậy là hiểu kết quả rồi gì? Mình chị em mình phải bên nhau. Đúng rồi, mình phải bên nhau chứ. Vẽ cái hình bây giờ ủng hộ ngắm hoài luôn. Hình bên kia vẽ chứ không phải ông này vẽ đâu nha. Bên này coi thôi. Để anh xem cái người vẽ hình này thế nào. À chào bạn. Em tự vẽ em hả? Dạ không, em tự vẽ theo cái trí tưởng tượng thôi. Sao không tưởng tượng cảm nhận vẽ nam thử coi sao? Toàn ra cái gì không à nè. Nếu bây giờ mà hai người gặp nhau mà hợp với nhau thì em định sẽ như thế nào? Có thể là em quen từ giờ cho đến 4 năm sau thì em có thể em cưới được. Bản thân em á, là em nghĩ như thế này là con trai á, thì phải kiếm đủ tiền để mà tự bản thân mình nuôi lấy gia đình mình. Cho nên là em muốn á, là cái đám cưới của em á, là thật sự là em phải bỏ bằng tiền của em. Đó là một suy nghĩ cũng chính chắn. Phụng không thích cái gì, điểm gì ở người bạn trai của mình? Trước hết là một người gia trưởng là em không thích. Bên kia có phải gia trưởng á? Em nặng lắm á chị. Gia trưởng hả? Dạ chắc rồi. Vậy thấy không phù hợp rồi. Hôm nay bạn đến đây bạn đi với ai? Bạn của em. À chào em. Em cảm nhận cái anh ngồi bên kia như thế nào? Chào chị Tường và anh Linh. Hồi nãy lúc mà anh cầm đàn ra thì em nghĩ là chắc là bạn em sẽ thích anh. Nhưng mà khi mà anh nói về mẫu người lý tưởng á thì em nghĩ chắc cũng bớt cỡ 20% rồi đó. Em nghĩ hẹn hò thì chắc là được. Có người thân không? Em có em trai. Rồi xin mời em trai. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn. Dạ, chào bạn. Hơn ai hết thì em hiểu anh Phương ở chỗ là anh đang nói giòm. Bản thân em thì em việc ok. Bấm nút phải không? Nếu dạ, em là em bấm nút đây, đúng không? Sẽ bấm nút. Nhưng mà anh em nói có gia trưởng quá. Có đấy, nhưng mà anh đang cố gắng sửa điều đấy. Sửa được không? Dạ được. Thì thời buổi hiện đại rồi. Ha? Dạ. Nam nữ bình đẳng rồi. Dạ. Đâu có gì mà phải gia trưởng đâu, mỗi người có quyền quyết định riêng của họ. Rồi bây giờ mình cho hai người gặp nhau đi anh ơi. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Hi. Hi. Nhìn đó nói chuyện đi, nhìn chị chi. Bối rối quá. Bạn thấy mình sao? Nãy lúc mà bạn hát á thì mình thấy cũng dễ thương. Mà giờ bạn có muốn nhận xét lại chị Cát Tường không? Chị tôi lùn á nhớ không? Dạ không, chị là đúng chứ cái form của em nghĩ chứ. Chị Cát Tường đẹp như vậy mà bạn còn chê nữa, tôi không biết sao tôi sánh được với bạn luôn. Đó, thấy chưa? Bạn ấy đùa cho vui thôi chứ làm sao chơi Cát Tường được. Dạ. Anh biết Cát Tường đẹp mà đúng không? Dạ đúng. Thì thật sự là mình cũng có những cái lý tưởng của riêng mình.
Còn cái việc mình có gặp bạn, mình có ấy đâu này kia hay không á, thì cái đó lại là cái chuyện khác. Rồi vậy giờ nhận xét về bạn gái mình, khi kéo màn lên là cảm giác của mình thấy sao? Hơi bất ngờ một chút. Khi mà ở bên bức màn bên kia thì em nghĩ là nó hơi có một cái chút gì đó nó khác. Em nghĩ nó giống bức hình này. Tưởng bạn ấy khá giống cái bạn này trong này. Rồi bây giờ thì... cuối cùng là sao? Dạ có hai kiểu bất ngờ chị. Em bất ngờ một cái kiểu là bất ngờ thú vị và một cái kiểu bất ngờ không thú vị. Thì bạn là một bất ngờ thú vị. À, nếu như mà trong trường hợp mà bạn với mình á, mà quen nhau á, bản thân mình á, mà đi làm không ở có một cái chỗ cố định á, nếu như trong trường hợp đó thì bạn nghĩ sao? Bạn có theo mình không? Quen là quen sao? Quen là đến với nhau rồi đó. Trời. Đến là đến tới cỡ nào? Nếu mà quen như kiểu bạn bè á, thì cái chuyện đó đâu có thành vấn đề. Không, ở mình đang nói với bạn là ở mức hơn vậy. Hơn vậy là tới cỡ nào nữa? Nói quịch tẹt cái đi. Là nghĩ đến cái chuyện là chuẩn bị cưới rồi đó. Thôi cái chuyện đó xa quá, mình bỏ đi ha. Rồi ok. Nói trước là ở ngoài đời mình không đẹp được vậy đâu. Không, cái chuyện đẹp hay không là phải đợi mình đánh giá. Cái chuyện mà đẹp hay không đẹp á là theo kiểu mà mường tượng lắm. Chứ không phải là giống như là cái kiểu mà bạn nhìn vô là người này kêu là không đẹp hay không đẹp. Mình nhìn bạn mình kêu đẹp nhưng mà nhiều người khác người ta nhìn á, người ta kêu không đẹp. Nó lại khác. Em tự thấy tụi bạn mà hẹn hò chắc cãi nhau cả buổi luôn á. Còn những cái bạn mà ngang tuổi mình á thì đôi lúc á mình nói chuyện á thì cũng có nhiều cái vấn đề mà nó cần phải giải quyết và cần phải nói nữa. Mấy người nhỏ không có gì để giải quyết hả? Đúng rồi, hoặc là lớn hơn thì họ nuôi mình được. Còn cái gì? Nuôi bạn á hả? Nuôi bạn gì con? Lớn hơn mình 1 năm thì tất nhiên họ sẽ có những cái kinh nghiệm cuộc sống của họ. Họ sinh ra trước mình 1 năm mà, thì tất nhiên là họ sẽ có những cái chiều sâu hơn mình. Mình cảm thấy cái chuyện tuổi tác với cái chuyện kinh nghiệm sống không liên quan gì với nhau. Có rất là nhiều. Thật sự thì cái mục đích của bạn hôm nay đến đây á là để bạn tìm vợ hay là tìm bạn gái hay là tìm bạn? Thật sự là mình nghĩ á, vợ với bạn gái là giống nhau. Tôi thấy không được rồi đó. Vợ với bạn gái giống nhau hả bạn? Vậy sau này bạn có vợ rồi bạn ra đường mà không có bạn gái nữa hả? Đúng rồi. Không, ý bạn cơ là bạn gái là gài tôi phải không? Trời ơi, theo như mình nghĩ bạn gái là người yêu, còn mà theo như bạn nghĩ bạn gái chỉ là bạn gái là bạn chơi không thường thì nó khác. Hết thời gian, có thể là cuộc tranh luận này nó cũng còn rất là dài, mỗi người một quan điểm. Đây nút, chúng ta có thể hẹn hò với nhau để tranh luận tiếp. Tức quá phải hẹn hò rồi gặp nhau thành cả lộn. Suy nghĩ kỹ nha. 2. Đây là bấm nút để chọn người yêu, chọn vợ, chọn chồng. Suy nghĩ kỹ. 1. Hết thời gian. Lý do sao bạn không bấm nút? Dạ tại em thấy bạn nó không bấm nên chắc bạn nó không muốn cãi nhau tiếp nên thôi em cũng bấm. Là sao em biết bạn nó không bấm? Bạn nó bấm mà. Ủa có hả chị? Bạn nữ không có bấm nút chọn mình, bạn cảm giác như thế nào? Hơi buồn chút nhưng mà em nói theo mình nghĩ nha, thì thật sự là nếu như mà cái cuộc tranh luận á mà... Cái nữa hả? Dạ, các cuộc tranh luận mà diễn ra thì thật sự em nghĩ nó mới bền đó chị. Có tranh luận nó mới có bền. Nếu giả tỷ bây giờ cho bạn cơ hội ngồi vô bấm lại, bạn bấm hay là không bấm? Em với bạn nó chắc không có duyên. À, dù sao nữa thì cũng cảm ơn hai bạn đến đây và mong rằng chúng ta sẽ gặp gỡ một người bạn hiểu mình hơn. Một người bạn là không tranh cãi với nhau, có thể đồng quan điểm với nhau chẳng hạn. Rồi, thôi cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Anh nghĩ rằng cuộc sống đôi khi cũng phải cần những cái sự tranh luận như vậy. Đúng rồi. À, và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Quyền Linh và Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.